Bản tin cập nhật sáng ngày 14 tháng 11 Hai chiến thắng pháp lý của ông Trump gần đây Cố vấn của Obama nói chương trình nghị sự chi tiêu của ông Biden đang khiến lạm phát tồi tệ hơn Ông Biden bị chỉ trích vì đã sử dụng một từ ngữ đã bị ông Obama cấm dùng Báo động đỏ cho đảng Dân Chủ Mỹ, tỷ lệ chấp thuận của Phó Tổng thống Harris chỉ là 28% Tòa án Mỹ khẳng định giữ nguyên quyết định chặn chính sách bắt buộc tiêm vaccine của ông Biden kính chào quý vị. Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong mục tin cập nhật sáng ngày 14 tháng 11 trên các nền tảng của DKN TV. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị khi đã bấm like, share và để lại bình luận với mỗi video của DKN TV trên các nền tảng xếp chat và YouTube, giúp cho chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin cập nhật ngày 14 tháng 11. hai chiến thắng pháp lý của ông Trump gần đây. Kính thưa quý vị, Tòa án Manhattan đã bác đơn kiện có thành kiến với cựu Tổng thống Donald Trump do cựu ngôi sao chương trình Người tập sự summer Javos đệ trình. Javos đã cáo buộc ông Trump đã hôn cô mà không được sự đồng ý của cô khi cô còn là thí sinh của chương trình truyền hình thực tế vào năm 2007. Đơn kiện được đệ trình vào năm 2016 đã bị hủy bỏ vì chính Javos đã bác bỏ những tuyên bố của chính cô trong một phòng dự án khác ở New York, một vụ kiện riêng lẻ liên quan đến ông Trump do luật sư cũ của ông Michael Cohen đệ trình để phục hồi các khoản phí pháp lý trong quá khứ cũng đã bị bác bỏ, mang lại cho ông Trump một chiến thắng pháp lý khác. Một phát ngôn viên của tổ chức Trump ca ngợi việc bác bỏ vụ kiện cáo buộc Cohen cố gắng làm giàu cho bản thân dựa trên mối quan hệ của ông ta với Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Người phát ngôn viết trong một tuyên bố trên CNN rằng, Chiến thắng đáng kinh ngạc ngày hôm nay của tổ chức Trump đã chấm dứt vụ kiện tụng phù phiếm của kẻ phạm tội bị kết án Michael Cohen. Trong khi quận phía Nam của New York đã phát hiện ra rằng ông Cohen đã tham gia vào một trò lừa đảo được thúc đẩy bởi lòng tham cá nhân và dã tâm của ông ta. Ông Cohen đã cố gắng tạo cơ sở để yêu cầu tổ chức Trump phải trả phí pháp lý cho hành vi phạm tội cá nhân, bao gồm cả khai man. Những nỗ lực làm giàu của ông Cohen một lần nữa thất bại. Chúng tôi đã thắng kiện, và bây giờ mong muốn được bồi thường thiệt hại về tiền bạc từ ông Cohen vì tất cả những hành vi đê hèn của ông ta. Chuyển sang một diễn biến khác. Cố vấn của Obama nói chương trình nghị sự chi tiêu của ông Biden đang khiến lạm phát tồi tệ hơn. Kính thưa quý vị, một cựu quan chức kinh tế hàng đầu của ông Barack Obama đã chỉ trích chính quyền ông Biden vì đã kích thích quá mức nền kinh tế sau Covid-19 và cuộc suy thoái do đóng cửa các thành phố gây ra. Jason Furman, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế và hiện là giáo sư tại trường đại học Harvard nói với hãng tin AP rằng mặc dù một phần lớn lạm phát mà chúng ta đang thấy là kết quả tất yếu của việc thoát ra khỏi đại dịch, nhưng các nhà hoạch định chính sách đã đánh giá thấp lạm phát một cách có hệ thống. Họ đổ dầu vào lửa, ông lập luận, ám chỉ vào kế hoạch giải cứu người Mỹ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của ông Biden. Lạm phát ở Hoa Kỳ cao hơn rất nhiều so với ở châu Âu, ông Furman nói thêm. Châu Âu đang trải qua những cú sốc về nguồn cung giống như Hoa Kỳ, những vấn đề về chuỗi cung ứng giống nhau, nhưng họ không kích thích nhiều như vậy. Mặc dù ông Furman cho rằng lạm phát sẽ giảm xuống so với tốc độ chóng mặt của năm nay, nhưng nó sẽ vẫn ở mức rất rất cao so với các tiêu chuẩn lịch sử mà chúng ta đã từng sử dụng. Ông Furman cảnh báo các nhà hoạch định chính sách, họ cần ngừng nói với chúng ta rằng lạm phát là nhất thời và nên bắt đầu lo lắng hơn về lạm phát sau đó hành động theo cách phù hợp với sự lo lắng đó. Chúng ta đã thấy một chút điều đó, nhưng mới chỉ một chút thôi. Vào tháng 10, lạm phát đối với giá tiêu dùng của Mỹ đã đạt mức 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong vòng 3 thập niên. Khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục chứng kiến giá cả tăng cao, các cố vấn kinh tế khác từ thời ông Obama cũng đã kêu gọi giảm bớt các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ. Vào tháng trước, Larry Summers, Người đã chỉ đạo Hội đồng Kinh tế Quốc gia từ năm 2009 đến năm 2011 đã bác bỏ khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen rằng Hoa Kỳ không mất kiểm soát mức giá. Bà ấy bày tỏ sự tin tưởng rằng lạm phát đang giảm tốc và sẽ quay trở lại mức mục tiêu vào cuối năm sau. Ông nói trên Twitter, "Tôi hy vọng bà ấy đúng, nhưng tôi nghĩ nó ít hơn nhiều so với cơ hội 50/50." -50. Với sự tụt hậu của các chỉ số, lạm phát nhà ở gần như chắc chắn sẽ tăng cao trong những tháng tới. Với thị trường lao động siêu sụt giảm, hoạt động đình công gia tăng và tiền lương thực tế giảm, lạm phát tiền lương cũng có khả năng tăng. Ông Summers tiếp tục. Ông nói thêm rằng, cho đến khi Fed và kho bạc nhận ra hoàn toàn thực tế lạm phát, họ khó có thể đối phó với nó thành công. Chuyển sang một diễn biến khác. Ông Biden bị chỉ trích vì sử dụng một từ ngữ đã bị ông Obama cấm dùng. Kính thưa quý vị, phát biểu vào hôm thứ Năm tại một sự kiện ngày cựu chiến binh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Arlington, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Tổng thống Biden đã sử dụng một thuật ngữ mà nhiều người cho là xúc phạm, ám chỉ và động viên ném bóng chày da đen nổi tiếng trong quá khứ, Central Pace. Theo đó, ông Biden đã nói là người Negro vĩ đại vào thời điểm đó. Thuật ngữ negro là người da đen châu Phi, được sử dụng từ thời xưa để chỉ nguồn gốc của những người da đen và nó có nghĩa là phản cảm khi dùng thời nay trong xã hội Mỹ nói chung. Ông Biden nói với đám đông: "Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, tôi biết các bạn trẻ hơn tôi một chút, nhưng tôi đã áp dụng thái độ của một người negro vĩ đại vào thời điểm đó. Cầu thủ ném bóng ở các giải đấu người da đen đã trở thành một tay ném cừ khôi trong giải bóng chày chuyên nghiệp, giải đấu lớn, sau Jackie Robinson" Tên anh ấy là Sergio Pace. Biden nói thêm, và Sergio Pace vào sinh nhật lần thứ 47 của anh ấy đã ấn định chiến thắng trước Chicago. Ông Biden nói thêm, và tất cả báo chí đã vào cuộc và nói, Sergio, thật tuyệt vời, chưa từng có ai giành chiến thắng ở tuổi 47. Bạn cảm thấy thế nào khi 47 tuổi? Biden nói. Ông Biden nói thêm rằng, bạn sẽ bao nhiêu tuổi nếu bạn thậm chí không biết bạn bao nhiêu tuổi? Nhiều lời chỉ trích đã từng nhắm vào các nhân vật của công chúng khi sử dụng thuật ngữ người Negro. Vào năm 2013, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ đã thông báo rằng họ sẽ không sử dụng thuật ngữ người Negro nữa. Vào tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Barack Obama đã ký một dự luật cấm chính phủ liên bang sử dụng thuật ngữ người Negro, thay vào đó sẽ dùng cụm từ người Mỹ gốc Phi. Chuyển sang một diễn biến khác, Báo động đỏ cho Đảng Dân Chủ Mỹ, tỷ lệ chấp thuận của Phó Tổng thống Harris chỉ là 28%. Tỷ lệ chấp thuận của chính quyền Biden trong các cuộc thăm dò tiếp tục chạm đáy. Trước khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden xuống dưới 38%, 64% dân số đã không ủng hộ Biden tái đắc cử. Cuộc thăm dò của USA Today và trường đại học Suffolk được công bố vào hôm 12 tháng 11 cũng cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ có tỷ lệ ủng hộ là 28%. Tỷ lệ không tán thành cao tới 51%, tất cả đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ đối với Đảng Dân chủ Mỹ. Theo các báo cáo, xếp hạng chấp thuận của ông Biden trong cùng một cuộc thăm dò chỉ là 38%, nhưng xếp hạng chấp thuận của Phó Tổng thống Harris tụt lại 10 điểm phần trăm. Một số nhà bình luận chỉ ra rằng trong chiến tranh Iraq, khi Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi một số lượng lớn các cuộc tấn công khủng bố, các cuộc thăm dò của Phó Tổng thống vào thời điểm đó cũng đã bị thất bại nghiêm trọng. Nhưng dù vậy, ông ấy vẫn có tỷ lệ cao hơn so với bà Harris trong hiện tại. Theo một báo cáo của trang web chính trị Politico của Mỹ, cách bà Harris xử lý thảm họa biên giới sau khi được giao trách nhiệm về vùng biên giới đã dẫn tới sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ bà trong các cuộc thăm dò. Theo báo cáo của Đài tướng nói Hoa Kỳ VOA, bà Harris hiện đang thăm Pháp với nỗ lực hàn gắn quan hệ với đồng minh cũ của mình. Tổng thống Pháp Macron đã tiếp bà Harris tại Điện Elysee vào ngày 10 tháng 11. Chương trình hội đàm giữa hai bên bao gồm các vấn đề về biến đổi khí hậu, về kinh tế, sức khỏe toàn cầu và chuỗi cung ứng. Bài báo cho biết, từ giờ tới cuộc bầu cử giữa kỳ của Hoa Kỳ năm 2022 vẫn còn một năm, xếp hạng chấp thuận đối với ông Biden, bà Harris và cả đảng Dân Chủ trong cuộc thăm dò ý kiến của Quốc hội Hoa Kỳ vẫn ở trong tình trạng ảm đạm. Đảng Dân Chủ có thể gặp nguy hiểm trong lộ trình bầu cử vào năm tới. Vào đầu tháng này, thất bại toàn diện của Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử thống đốc Tổng trưởng lý tiểu bang Virginia cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Đảng Dân Chủ Mỹ. Hiện tại, thống đốc của 27 trong tổng số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ là đảng viên của Đảng Cộng Hòa và 61% cơ quan lập pháp tiểu bang ở Hoa Kỳ nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Và nếu xu hướng mới nhất của năm 2021 tiếp tục, Đảng Cộng Hòa rõ ràng có khả năng tiếp tục vươn lên vào năm 2022. Chuyển sang một cập nhật khác, Tòa án Mỹ khẳng định giữ nguyên quyết định chặn chính sách bắt buộc tiêm vaccine của chính quyền Biden. Kính thưa quý vị, theo tin từ Reuters, Tòa án Phúc Thẩm Mỹ vào hôm thứ Sáu đã giữ nguyên quyết định của mình về việc chặn chính sách của chính quyền Biden buộc phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm PCR hàng tuần với toàn bộ nhân viên tại các doanh nghiệp có quy mô hơn 100 lao động trở lên. Tòa án chính thức bác bỏ thách thức đưa ra bởi chính quyền của ông Joe Biden. Hội đồng ba thẩm phán của Tòa án Phúc Thẩm vào hôm thứ Năm ở New Orleans của Mỹ đã tái khẳng định quyết định của tòa trước đó về việc chặn chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Việc tái khẳng định quyết định của Tòa Phúc Thẩm vòng thứ Năm được đưa ra vào hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 11 vừa qua, sau khi tòa án đã nhận và xem xét hồ sơ phản hồi từ chính quyền Joe Biden. Tòa án cho rằng chính sách buộc tiêm vaccine đang bị lộng hành quá mức một cách đáng kinh ngạc. Thẩm phán Kurt Kengelhardt, của Tòa Thẩm phán vòng thứ 5 đã viết cho Hội đồng Hội thẩm. Chính sách này là một chiếc búa tạ giáng xuống bất kỳ doanh nghiệp nào có quy mô trên 100 người mà không hề cố gắng giải thích hay thấu hiểu về sự khác biệt trong điều kiện làm việc và người lao động. Chính sách bắt buộc tiêm vaccine đã gây chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ. Những người ủng hộ thì cho rằng vaccine là giải pháp duy nhất để kết thúc 2 năm đại dịch, trong khi nhiều ý kiến phản đối cho rằng chính sách tiêm vaccine bắt buộc là vi hiến, và vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cá nhân. Thẩm phán Engelhardt cũng viết, lợi ích cộng đồng cũng được phục vụ bởi việc duy trì hiến pháp và tự do cá nhân trong việc đưa ra các quyết định cá nhân mạnh mẽ theo niềm tin của họ. Thậm chí trong trường hợp đặc biệt, các quyết định đó khiến các quan chức chính phủ thất vọng. Tiểu bang Texas, cộng với nhiều tiểu bang khác của nước Mỹ, bao gồm 27 tiểu bang, cùng với rất nhiều doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo đã đệ đơn thách thức pháp lý với chính sách này của chính quyền Biden thưa quý vị mục tin cập nhật của dkn tv đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại